Xin chào, mình là Yến Lê đến từ Sương Media. Quảng Ninh được ví như là một Việt Nam thu nhỏ với rất nhiều cảnh quan đẹp và cũng có rất nhiều cặp đôi yêu thích lựa chọn để làm điểm để chụp hình cưới. Ở video hôm nay thì mình sẽ đưa ra gợi ý top 5 địa điểm chụp hình cưới đẹp nhất tại Quảng Ninh, giúp cho các cặp đôi sẽ có được lựa chọn phù hợp hơn cho mình. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Vân Đồn. Chụp hình cưới ở Quảng Ninh bạn không nên bỏ qua Vân Đồn, một địa điểm được rất nhiều cặp đôi yêu thích. Với cảnh sắc hùng vĩ như hòn đảo tuyệt đẹp cùng với những bãi cát phẳng mịn kéo dài hàng chục cây số, những dải cầu gỗ dài cong vút vươn ra biển tạo cảm hứng cho album ảnh cưới vô cùng lãng mạn của bạn. Đặc biệt phải kể tới là cầu cảng Vân Đồn với nét đẹp hoang sơ, sóng vỗ cùng với khung cảnh yên bình sẽ giúp cho bạn thả mình một cách tự nhiên nhất cho những bức hình đẹp lung linh. Một địa điểm tiếp theo mà không thể không bỏ qua được đó chính là Vịnh Hạ Long. Hạ Long nổi tiếng với bãi biển thơ mộng, bãi cát dài, biển xanh, sóng vỗ trắng xóa là cảm hứng lý tưởng cho các cặp đôi để thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Nhìn từ trên cao xuống, Vịnh Hạ Long như một bức tranh khổng lồ, vô cùng sống động. Chụp ảnh cưới ở Hạ Long, bạn như được lạc vào một thế giới cổ tích với nhiều hòn đảo có nhiều hình dạng khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn những phong cảnh với hang động để làm địa điểm để chụp hình cưới. Chắc chắn hai bạn sẽ có được hình ảnh đẹp nhất cho album ảnh cưới của mình. Địa điểm thứ ba mà mình muốn giới thiệu đó chính là đảo Tuần Châu. Tuần Châu là một trong những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp nhất ở Quảng Ninh. Với vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạn, pha chút hiện đại, Tuần Châu đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều cặp đôi để thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Tuần Châu không chỉ là hòn đảo đẹp mà còn sở hữu những bãi biển trải dài, cát trắng, trong nắng vàng với những công trình kiến trúc đa dạng, núi non kỳ vĩ. Cũng chính vì lẽ đó mà Tuần Châu trở thành hòn đảo lãng mạn nhất trong kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Một địa điểm cũng đang được rất nhiều cặp đôi yêu thích hiện nay đó chính là Hồ Yên Trung ở Uông Bí. Hồ Yên Trung mang vẻ đẹp trữ tình thơ mộng, làm lòng người xao xuyến bâng khuâng mỗi khi có dịp dạo chơi, vãn cảnh ven hồ. Quanh năm Hồ Yên Trung vẫn cứ êm đềm, hiền hòa như thế, mang đến cho người dân địa phương cũng như lữ khách phương xa những khoảnh khắc dịu êm, an yên và thư thái biết nhường nào. Hồ Yên Trung quả thật đẹp tựa như là Đà Lạt thu nhỏ của vùng đất Quảng Ninh và là địa điểm chụp hình cưới yêu thích của các cặp đôi đang bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời. Bao quát toàn cảnh Hồ Yên Trung, bạn sẽ được ngắm nhìn lòng hồ mênh mông, vời vợi và toát lên vẻ đẹp nao lòng, khiến bạn không thể không trầm trồ khen ngợi. Quang cảnh ven hồ được tô điểm bởi những hàng thông bạt ngàn, khoe sắc xanh đầy sức sống. Cánh rừng thông ấy ôm lấy lòng hồ, xoay bóng mờ ảo xuống mặt nước trong veo, tĩnh lặng và vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ, đẹp đến mê hồn, sẽ tạo ra những bức ảnh cưới lung linh và ấn tượng nhất cho bạn khi đến nơi đây. Địa điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cáp treo nữ hoàng và vòng quay mặt trời. Từ khi mà đi vào hoạt động thì đây là điểm đến du lịch cực kỳ độc đáo và thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Việc lựa chọn là nơi chụp ảnh cưới ở đây chắc chắn các cặp đôi sẽ có được những bức ảnh vô cùng độc đáo khi có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên cùng với phố thị hiện đại. Nơi đây trở thành địa điểm chụp ảnh cưới vô cùng hot cho các bạn trẻ muốn có những bức ảnh cưới theo phong cách phương Tây. Bên cạnh đó ở đây có rất nhiều góc check-in hiện đại mới mẻ, các cặp đôi cực kỳ yêu thích. Hy vọng với những gợi ý vừa rồi thì các cặp đôi sẽ có được những lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Và đừng quên là ở Sương Media chúng mình có dịch vụ quay chụp phóng sự cưới. Hãy liên hệ với chúng mình ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại!